Chào các bạn nhé. Hiện nay thì có khá là nhiều người quan tâm đến cây rau mương này về cái tác dụng chữa bệnh của nó chữa bệnh gì và có mấy loại cây rau mương, cách phân biệt ra sao. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ một cách rõ ràng chi tiết về cây rau mương này để các bạn dễ dàng tìm hiểu về nó, dễ dàng nhận dạng ra này, có thể tìm nó ở đâu và đem về chữa bệnh ra sao này. Các bạn cứ bình tĩnh theo dõi đến hết video nhé. Và khi xem video thì các bạn không nên tua nhé. Nếu như các bạn tua thì nó sẽ bỏ đi một số đoạn mà các bạn xem thì nó sẽ hiểu sai vấn đề. Và đã hiểu sai vấn đề thì sử dụng sai đến khi đấy thì nó sẽ không tốt cho các bạn. Cho nên là các bạn cố gắng xem đừng có tua nhé. Hải luôn luôn rút ngắn thời gian video nhưng lại chứa đựng đầy đủ các thông tin để cho các bạn dễ dàng tìm hiểu, cho nên các bạn cố gắng đừng tua nhé. Nếu như mà các bạn có những thắc mắc về cây rau mương này thì các bạn có thể vào Zalo của Hải nhé. Số điện thoại thì Hải để sẵn trên kênh rồi, các bạn có thể tự tìm và vào nhé. Cảm ơn các bạn. Trước tiên, cây rau mương này có mấy loại? Thì ở đây Hải có hai loại cây rau mương. Các bạn có thể thấy một loại là hoa to, còn một loại là hoa nhỏ. Đây. Hoa nhỏ, các bạn nhìn bông hoa này, nó rất là nhỏ, nhỏ hơn ngón tay của Hải nhá. Còn đây bông hoa này to hơn ngón tay của Hải đây. Hai loại cây rau mương, đấy là về cái hoa của nó. Còn khi mà nó chưa nở hoa thì các bạn phân biệt ra sao? Khi chưa nở hoa các bạn có thể nhìn vào lá của nó. Lá của nó thì cây rau mương loại hoa nhỏ này lá của nó ngắn và to hơn. Cây này nó nở hoa rồi cho nên nhìn lá nó không to mấy. Đây này. Cây rau mương loại hoa nhỏ này lá của nó có thể to bằng hai ngón tay nhá. Tức là rộng từ 2 cho đến 3,5 cm. Dài tầm 5 cho đến 7 cm. Đây là lá của cây hoa nhỏ. Còn cây hoa to lá của nó sẽ rộng 1 đến 1,5 cm. Đấy, chỉ rộng 1 đến 1,5 cm thôi và dài khoảng tầm 10 cm, 7 đến 10 cm. Đấy là lá của nó. Về phần thân cây, lá và thân cây, cành cây của cây hoa to này thì nó sẽ có lông. Còn cây này thì cây hoa nhỏ này nó sẽ nhẵn các bạn nhé. Đây, để dễ dàng phân biệt Hải sẽ đặt cạnh nhau. Đây, các bạn có thể thấy cây này nhẵn này. Còn cây này có lông này. Và cái phần cành, phần thân cây nó đều có các cái gân, cái rãnh nó nổi ra. Đấy. Còn quả của nó thì khá là giống nhau. Chỉ có điều loại hoa to thì quả nó cũng to hơn, hoa nhỏ thì quả nó nhỏ hơn. Đây, Hải sẽ lấy quả của nó. Đây, vặt một quả của cây hoa to nhé. Để mà đặt cạnh quả của cây hoa nhỏ. Đây đây. Quả của cây hoa nhỏ đây. Đấy. Một loại rất là to, còn một loại khá là nhỏ. Về chiều cao thì cả hai cây này đều có chiều cao tương tự như nhau thôi và đều có kiểu dáng phân cành gần tựa tựa giống nhau. Và khi về già thì nó sẽ ngả sang cái màu hơi đỏ đỏ này. Còn khi còn non thì nó sẽ ở màu xanh. Cả cái cây này cũng vậy thôi. Khi về già thì nó sẽ ngả sang màu đỏ nhưng không ngả mạnh như cây này. Cây này ngả nhiều hơn. Cây hoa nhỏ nó ngả sang nhiều hơn. Đây xem quả hạt ở trong nó rất là nhỏ. Những hạt nhỏ li ti màu trắng này. Đây là quả non mà. Thì hạt nó sẽ màu trắng. Đấy. Đây chính là quả và hạt của nó nhé. Đây là cách để mà các bạn có thể dễ dàng phân biệt hai loại cây rau mương này. Cây rau mương này các bạn có thể tìm kiếm nó ở bờ ruộng, bờ suối hoặc là bờ mương. Nhất là bờ mương, các bạn sẽ thấy sự xuất hiện của nó rất là nhiều. Bờ mương hoặc bờ suối, những nơi ẩm mát thì sẽ có cây loại rau mương hoa to này xuất hiện nhiều. Còn rau mương hoa nhỏ này thì nó cũng có thể xuất hiện ở bờ ruộng, bờ suối, bờ mương và còn xuất hiện ở ngay cả trong vườn nhà nữa.
Đấy, điều kiện sống của cây rau mương này nó lại có điều kiện sống rộng rãi hơn so với cây hoa to này. Còn về bộ phận dùng làm thuốc thì mình dùng toàn bộ cây rau mương này. Dùng toàn bộ cây nhá, đem toàn bộ cây về băm nhỏ, phơi khô để mà dùng dần. Đây là cách sử dụng cây rau mương. Cây rau mương này thì chọn loại nào? Đây lại là một câu hỏi. Cái này ấy thì theo những cái thông tin mà mọi người đăng tải đều đăng tải loại cây hoa to này. Nhưng cũng có những người lại đăng tải cây hoa nhỏ này. Đấy. Và sử dụng thì Hải chưa sử dụng trực tiếp. Nhưng mà Hải tìm hiểu những người xung quanh Hải người ta sử dụng thì họ sử dụng cây hoa to này. Còn cây hoa nhỏ này thì Hải chưa biết là tác dụng của nó tốt hơn hay là như nào. Nhưng những người xung quanh Hải thì người ta sử dụng cây hoa to này các bạn nhé. Đấy các bạn nhớ nhé. Đấy. Những người xung quanh Hải là họ sử dụng cây hoa to này. Về cái tác dụng chữa bệnh thì cây rau mương này có cái tác dụng chữa bệnh nổi trội chính là tác dụng hiệu quả trong việc điều trị khuẩn HP dạ dày hay còn gọi là khuẩn H. pylori chỉ trong 10 ngày. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có những cái tác dụng khác nữa cơ. Theo Đông y thì cây rau mương này có vị ngọt nhẹ, tính mát, công dụng là tiêu viêm giải độc, cầm tiêu chảy kiết lỵ và một số tác dụng khác như là điều trị bệnh HP dạ dày này, điều trị mụn nhọt, lở ngứa ngoài da hoặc là tẩy run. Thì Hải sẽ nói một cách rõ ràng về từng cái tác dụng một nhé. Riêng về tác dụng điều trị khuẩn HP dạ dày thì cái tác dụng này đã được báo Sức khỏe đời sống đưa lên từ rất là lâu rồi. Thì theo như trong bài báo nói thì tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long có bệnh nhân bị nhiễm khuẩn HP dạ dày thì sau một thời gian dùng thuốc Tây không có hiệu quả và được người thân mách uống cái cây rau mương này thì khỏi bệnh. Đấy. Và cũng có rất là nhiều người sử dụng cái cây rau mương này đã khỏi được bệnh HP dạ dày bằng cách là uống nước sắc của cây rau mương này chỉ sau khoảng là 10 ngày là đã khỏi bệnh và cũng đã được Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long, Hội Đông y huyện Mang Thít xác nhận. Đấy chính là cái thông tin về chữa bệnh HP của cây rau mương này. Sau đây là những cái bài thuốc mà cách dùng cây rau mương. Thì cây rau mương này điều trị bệnh HP dạ dày thì dùng khoảng 50 đến 60 gram cây khô hoặc là 100 gram cây tươi, sắc với khoảng 1,5 lít nước, đun cạn lấy khoảng 800 ml, chia làm 3 lần uống trước bữa ăn khoảng 15 phút. Theo kinh nghiệm của Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long, người bệnh dạ dày chỉ cần kiên trì dùng khoảng 10 ngày là khỏi. Đấy là bài thuốc điều trị bệnh HP dạ dày. Còn dùng để điều trị mụn nhọt, lở ngứa ngoài da thì dùng cây tươi, giã nát, đắp vào vùng da bị lở ngứa. Còn tác dụng tẩy run của cây rau mương này thì dùng cây khô 100 gram hoặc là cây tươi đun uống trước bữa ăn khoảng 20 phút. Đấy là những cái tác dụng và bài thuốc về cây rau mương này. Thì qua video này các bạn đã biết được cây rau mương này có hai loại, cách nhận biết và sử dụng của hai loại này nó được dùng để chữa bệnh gì, tác dụng của nó ra sao. Đấy là toàn bộ những gì về cây rau mương này. Còn ở đây thì đúng là Hải thấy mọi người sử dụng cây loại cây lá à hoa to này. Đấy. Và có bạn nào mà được sử dụng cây rau mương này rồi nhá? Các bạn sử dụng loại nào
và các bạn cảm nhận nó ra sao thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.